Chào các bạn nha. Mình đang chuẩn bị hai combo. Đây là bức đầu tiên. size là 20 x 30, cỡ tờ giấy A4 nhé. Mẫu mẹ cha. Đây là mẫu in màu của nó này. Đây là mẫu mà khách chọn và gửi cho mình á. Bức này thì nó đơn giản, mẹ cha, chữ vần nền màu sáng này, có một chút màu vàng. Đây về gạo mình chuẩn bị màu đen để gắn chữ này, vàng một chút chi tiết này, và phần nền gạo mình đong nhiều nhất. Trong bức tranh là trắng trắng nhưng mà mình sẽ chọn hơi ngà ngà vàng một chút để làm cho nó bức tranh được bền hơn và cũng đẹp hơn nữa. Keo 2502, keo sữa một lọ, một vài cái vòi. Về dụng cụ thì có thìa này, nhíp này và que gỗ này. Combo này thì mình bán với giá 95.000 đầy đủ như này. Các bạn về chỉ việc bắt đầu bôi keo và làm thôi. Đó là combo thứ nhất. Combo thứ hai. Combo này thì đặc biệt hơn là bạn khách bạn ấy muốn mua khung. Đây thì đây mình đã chuẩn bị khung và ván gỗ trong này. Ván gỗ mình đã lắp sẵn cho bạn. Đó, mình để một tờ giấy bo giấy trắng trong này cho đỡ xước cái nhựa mica trong này nữa. Bạn ý mua gỗ và bạn ý sẽ về tự vẽ lên thì mình sẽ để cho bạn một tấm gỗ nguyên. Với gạo thì đây mình bị 10 màu, từ trắng nhất này đến chuyển các màu này qua nâu đậm và màu cuối cùng nâu sẫm gần đen đấy. Keo hai lọ này, keo sữa này, vòi này, cũng như là thìa, nhíp và que gỗ. Thì combo này khung cũng mấy chục nghìn rồi. Combo này thì là 125.000 và thêm khung thì mình lấy bạn là 60.000 á. Các bạn nhu cầu mua các cái combo làm gạo, làm tranh gạo này hay là mua tranh hoàn thiện thì có thể là liên hệ mình xưởng tranh gạo theo số điện thoại bên phần mô tả. Cảm ơn các bạn.